Chào các bạn, bây giờ khoảng 6 giờ 25 phút thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2021, tức là ngày mùng 10 tháng 8 năm Tân Sửu các bạn ạ. Sau lập thu, mình cứ gọi là khoảng giữa thu các bạn nhé. Trời lại mưa rầm rè. Nếu hôm qua mưa khoảng 6 rưỡi thì hôm nay mưa khoảng 6 giờ 45 phút gì đấy. Thì như mình dự đoán từ trước là mùa thu năm nay sẽ mưa nhiều. Bởi vì các bạn xem dự báo thời tiết đều nói là mùa đông năm nay sẽ đến sớm. Cũng giống như năm ngoái, chúng ta cũng nói mùa đông đến sớm bởi vì theo dự đoán. Tuy nhiên, mùa đông đến sớm nó không phải là một mùa đông rét đậm rét hại. Mà nó đến sớm ở đây chính là nó mang không khí lạnh sớm, cho nên trời mưa nhiều. Chính vì vậy chúng ta phải nắm được thời tiết để chúng ta có cách làm vải làm sao cho phù hợp nhất. Bởi cây vải nó phụ thuộc thời tiết rất là lớn, gần như là yếu tố tiên quyết quyết định số 1. Năm ngoái chúng ta cũng nhận định là rét sớm, chúng ta khoanh sớm, làm lọc sớm. Rồi sau chúng ta phải phun ức chế, phải khoanh, rất là vất vả. Thì năm nay các bạn cũng nhận định như vậy và các bạn cũng làm lọc sớm. Nhưng mình vẫn có nhận định của mình, dự đoán của mình. Đó là người ta dự đoán không sai, nhưng chúng ta chưa nhận định, chưa đúng được cái dự đoán của người ta như thế nào. Vậy một mùa đông đến sớm không có nghĩa là rét đậm, rét hại sớm, mà nó chỉ là đến sớm. Vậy đến sớm ở đây là không khí lạnh đến sớm hơn và nó mang thời tiết mưa ẩm nhiều hơn. Và cây vải chúng ta đã biết nhiệt độ thuận lợi cho quá trình phát triển của nó là 24-29 độ. Với một nhiệt độ như vậy, man mát như mùa thu giờ và cứ lâu lâu mưa một trận, cụ thể nhất là tháng 7 chúng ta mưa ròng rã từ 1 tháng 7 âm lịch. Sang tháng 8 chúng ta ráo được một thời gian khá dài, thì hôm qua mưa, hôm nay mưa. Vừa cũng có thể kéo dài mưa ròng rã tiếp tục sang cả tháng 9, tóm lại là mưa ròng rã trong cả mùa thu và đầu mùa đông. Cho nên rất thuận lợi cho chúng ta làm lọc vải. Cho nên không phải là rét đến sớm là rét đậm rét hại. Còn rét đậm rét hại thì năm nào cũng vậy thôi, nó vẫn kéo dài vào thời gian là cuối tháng 12, giữa tháng 12 thì nó vẫn là thời gian đông chí. Rét đậm rét hại là vậy. Chúng ta thế nào là rét đậm rét hại? Rét đậm là dưới 14 độ, trên 13 độ, rét hại là dưới 13 độ. Còn bây giờ đến xét chỉ là sớm thôi, trên dưới 20 độ, dưới 30 độ. Trời rất là mát mẻ, dễ chịu cho làm vải, cho nên chúng ta có nhận định chính xác. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn có những nhận định làm sao phù hợp thời tiết để chúng ta có phương pháp làm lọc vải phù hợp đến thời vụ ra hoa, làm sao cho sang năm đạt hiệu quả nhất.